Tờ kinh số 10. Khi đối diện với một thảm kịch tang thương hay một hỏa hiểm, tai họa hiểm nghèo, ai mà không hướng lời van xin về một đấng tối cao? Ai mà không cầu nguyện khi bị vây hãm với thần chết, với bệnh hiểm, với những huyền bí ngoài sự hiểu biết của con người? Cái trực giác sâu kín này đã từ đâu đến mà mỗi con người hay thú vật đều phải dùng đến trong những giờ phút hiểm nguy? Mắt chúng ta sẽ tự động chớp khi có một bàn tay đưa ngang. Chân cẳng chúng ta sẽ tự động giật khi có ai gõ vào đầu gối, đe dọa một người nào bằng cái chữ hồ bất chợt. Miệng hắn sẽ tự động nói, trời ơi, cái trực giác tự động này từ đâu tới? Dù tôi không phải là một con chiên hay một tín đồ ngoan đạo, tôi cũng nhận ra cái huyền nhiệm cao cả này của thiên nhiên. Tất cả mọi sinh vật trên trái đất này, kể cả con người, đều chia chung các trực giác về sự cầu nguyện. Và lời cầu nguyện chỉ là một lời van lớn, tiếng hướng về đấng tối cao, khi thiên nhiên đã ban cho ta con lừa, con chim, con người có khả năng và trực giác để cất cao lời van xin. Thiên nhiên cũng đã dự trù là những lời van xin này đang được lắng nghe bởi một quyền lực cao lớn hơn mọi sinh vật và đủ quyền lực để đáp ứng các lời van xin đó. Từ hôm nay, tôi sẽ cầu nguyện, sẽ van xin. Những lời cầu nguyện của tôi không bao giờ là van xin để được giúp đỡ, mà van xin để được hướng dẫn. Tôi sẽ không bao giờ cầu nguyện để tìm kiếm những vật chất tư hữu cho tôi. Tôi không xin là cho quanh tôi được nhiều người hầu kẻ hạ lo từng miếng ăn, miếng uống. Tôi không xin những căn nhà tráng lệ với đầy đủ tiện nghi. Tôi không bao giờ nghĩ là lời cầu nguyện của tôi sẽ mang đến tiền bạc, tình yêu, danh vọng, chiến thắng, thành công hay hạnh phúc. Tôi chỉ xin có được sự hướng dẫn, cho tôi thấy được phương thức, đường lối để tạo dựng những thành quả, và như thế, lời cầu nguyện của tôi sẽ luôn luôn được đáp ứng. Sự hướng dẫn mà tôi kiếm có thể sẽ đến hay có thể không đến, nhưng cả hai trường hợp tôi đều đã được trả lời. Nếu đối với xin cha một miếng bánh mà không được, người cha cũng đã trả lời cho nó rồi. Lời cầu nguyện của tôi sẽ như sau. Đứng tối cao, xin Ngài giúp con. Mỗi ngày con bước ra ngoài thế gian, con thấy rất cô đơn và yếu đuối. Không có sự hướng dẫn của Ngài, con sợ sẽ lạc lối và xa dần những đường con tìm được hạnh phúc và thành công. Con không xin Ngài vàng bạc châu báu hay những cơ hội nằm trong khả năng của con. Con chỉ xin Ngài hướng dẫn cách thức để con gây dựng những khả năng để nắm lấy những cơ hội. Ngài đã dạy con sư tử cách thức săn mồi để sinh tồn bằng bản năng. Xin dạy con cách thức sinh tồn và thịnh vượng trong tình yêu để con hãnh diện là con sư tử trên thương trường. Giúp con tìm được sự khiêm tốn bằng trở ngại và thất vọng, nhưng cũng giúp cho con thấy được cái huy hoàng của chiến thắng. Hãy trao cho con những công việc mà nhiều người không làm được, nhưng dạy con cách gạn lọc những kinh nghiệm thất bại của họ để con có thể thành công. Thử thách con với những tai họa để tâm hồn con được rèn luyện, nhưng nhớ cho con cái can đảm để cười trước những lỗi lầm. Cho dù con sống những tháng ngày để con cho con sống đủ tháng ngày để con đạt được mục tiêu, nhưng giúp con sống mỗi ngày như đó là ngày cuối cùng của đời con. Chỉ cho con cách thức ăn nói để có được hiệu quả khi giao tiếp, nhưng dạy con cách im lặng trước những thị phi vô bổ của tha nhân. Dạy con cái kỷ luật với thói quen không bao giờ bỏ cuộc, nhưng cũng cho con thấy tất cả đều có một tỷ lệ xác suất là tỷ lệ trung bình. Cho con cái trực giác bén nhạy để nhận diện được những cơ hội, nhưng nhớ dạy con cái kiên nhẫn để tập trung được năng lực. Dạy con cách thức tạo cho mình rất nhiều thói quen tốt để bớt đi những thói quen xấu, nhưng nhớ cho con lòng hỉ xả để thông cảm với cái yếu đuối của tha nhân. Dạy con bài học về đau khổ để con hiểu rằng mọi sự rồi cũng qua đi, nhưng con hạnh phúc ngồi đếm những ân lộc mỗi ngày. Đẩy con trực diện với hận thù để con không ngu dốt về thực tại, nhưng cho lòng con lúc nào cũng đầy tình yêu để biến kẻ thù thành bạn bè. Nhớ tất cả mọi sự là đều do ý Ngài. Con chỉ là một quả nho nhỏ bé và cô đơn, bám víu vào cái cành khẳng khiu gọi là đời sống. Nhưng Ngài đã sáng tạo con thành một hiện hữu độc đáo, như vậy chắc Ngài đã dành cho đời con một con đường đặc biệt.
xin hướng dẫn con, xin giúp con, cho con tìm thấy con đường của mình, cho con trở thành cái vẹn toàn con người mà Ngài đã dự định, ban cho con đời sống này, cái hạt giống mà Ngài đã ươm trồng là con, xin được tăng trưởng để trở thành một loài hoa quả như ý muốn của Ngài. Giúp con trở thành một con người đúng nghĩa.